Xin chào các bạn, video này mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta sẽ ghi âm và nghe lại cuộc ghi âm ở trên điện thoại Samsung mà không cần phải cài bất kỳ một phần mềm nào. Đầu tiên thì là ghi âm cuộc gọi ở trên điện thoại Samsung, các bạn chỉ cần mở cuộc gọi ở trên điện thoại Samsung lên. Ở đây thì các bạn sẽ nhấn vào một cái số điện thoại bất kỳ, chúng ta sẽ nhấn vào gọi. Tiếp theo sau đó chúng ta sẽ nhấn vào cái mục ghi ở đây. Điện thoại đang đổ chuông. Alo, alo. Điện thoại đang đổ chuông và khi điện thoại tắt chuông đi, và khi người gọi của chúng ta nghe máy thì điện thoại chúng ta nó sẽ tự động nó ghi âm tất cả những cái cuộc gọi này lại. Và khi chúng ta nhấn vào phần kết thúc ở đây thì cái cuộc ghi âm chúng ta nó sẽ tự động nó lưu vào trong máy điện thoại của chúng ta. Cái cách thứ hai thì chúng ta có thể tự động ghi âm cuộc gọi trên điện thoại Samsung. Chúng ta sẽ nhấn vào cái phần ba dấu chấm ở đây. Chúng ta chọn vào mục cài đặt. Tiếp theo các bạn sẽ chọn vào cái mục là ghi âm cuộc gọi. Ở đây thì nó sẽ có một cái mục là tự động ghi âm cuộc gọi, các bạn sẽ tích nó lên. Và chúng ta sẽ nhấn vào để cài đặt cụ thể. Ở đây thì nếu mà nó để ở chế độ là tất cả các cuộc gọi thì có nghĩa là tất cả những cái cuộc gọi ở trên điện thoại Samsung, khi mà chúng ta có cuộc gọi đến hoặc cuộc gọi đi trong danh bạ hoặc là ngoài danh bạ thì điện thoại chúng ta nó sẽ tự động nó ghi âm lại tất cả những cái cuộc gọi đó. Ngoài ra thì các bạn có thể cài đặt là cuộc gọi với những số chưa lưu, có nghĩa là những số mà chúng ta chưa lưu vào trong danh bạ hoặc là chưa lưu vào trong máy thì nó sẽ tự động nó ghi âm lại cuộc gọi. Và thứ ba là chúng ta có thể là lựa chọn để ghi âm với những cái cuộc gọi và những cái số cụ thể, và chúng ta sẽ nhấn vào các số cụ thể ở đây. Ở đây thì nó sẽ có cái phần để chúng ta có thể nhập những cái số điện thoại mà chúng ta muốn ghi âm vào đây. Ví dụ mình nhập một cái số điện thoại này và mình nhấn vào xong. Và mình sẽ nhấn vào dấu cộng ở đây. Như vậy nó đã thêm những cái số mà nó tự động nó ghi âm cuộc gọi lại. Ngoài ra các bạn có thể chọn vào cái mục là gần đây thì nó sẽ đưa chúng ta đến cái lịch sử cuộc gọi ở trên điện thoại. Và các bạn sẽ chọn những cái số điện thoại mà chúng ta muốn ghi âm cuộc gọi vào. Và các bạn nhấn vào hoàn tất ở đây. Như vậy là xong. Tiếp theo thì chúng ta có thể là chọn vào những cái số có sẵn ở trên danh bạ. Thì nó sẽ đưa chúng ta đến cái phần danh bạ trên điện thoại và là chúng ta có thể chọn bất kỳ một cái số nào. Ở đây thì do cái điện thoại này, trên cái sim này thì mình chưa lưu cái số điện thoại trên danh bạ cho nên nó sẽ không hiển thị ở đây. Rồi tiếp theo thì nếu mà các bạn muốn nghe lại những cái cuộc gọi mà chúng ta đã ghi âm thì các bạn sẽ quay trở lại. Trong cái mục là ghi âm cuộc gọi thì nó sẽ có cái phần là cuộc gọi đã ghi âm, các bạn chọn vào. Thì nó sẽ hiển thị tất cả những cái cuộc gọi mà các bạn đã ghi âm, nó sẽ hiển thị vào đây. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là vào cái phần là file của bạn ở trong mục là Samsung. Các bạn có thể chọn vào cái phần file của bạn để chúng ta xem lại những cái cuộc gọi đã ghi âm. Ở đây thì mình đã vào sẵn rồi. Các bạn chọn vào phần file của bạn và các bạn chọn vào phần là file âm thanh thì nó sẽ hiển thị tất cả những cái file âm thanh và những cái file gần đây mà chúng ta vừa mới ghi âm ở trên điện thoại của chúng ta. Và video của mình thì xin kết thúc ở đây. Hy vọng là cái video này nó sẽ giúp ích và hữu ích cho các bạn. Các bạn xem video của mình, nếu thấy hay thì hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình, giúp mình có thêm động lực để ra thêm nhiều video mới. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Chào các bạn.